Mới đây, tại buổi làm việc giữa Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, ngay từ đầu khi mới chớm dịch, Hà Nội đã chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là các hàng hóa phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân cũng như vật tư y tế hàng hóa chống dịch, bảo đảm hàng hóa vượt trên 30 đến 40% nhu cầu. Đặc biệt, ngay từ ngày 7 tháng 3 năm 2020, khi trên địa bàn thành phố xuất hiện ca dương tính COVID-19 đầu tiên, lãnh đạo thành phố đã nhanh chóng chỉ đạo các hệ thống phân phối bảo đảm hàng hóa, nhanh chóng ổn định thị trường. Nhờ đó, thị trường hàng hóa đã ổn định ngay trong ngày. Với tinh thần luôn chủ động cho các kịch bản diễn biến của tình hình dịch bệnh, từ lãnh đạo thành phố đến các sở ngành liên quan, có thể nói Hà Nội đã sẵn sàng tâm thế ứng phó với các diễn biến của dịch bệnh, đặc biệt là chuẩn bị các khu vực cách ly tập trung. Hiện Hà Nội đã chuẩn bị phương án cung cấp lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân trong 3 tháng quý 2 năm 2020, gồm các mặt hàng, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, gạo, thịt lợn. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương đánh giá cao tinh thần chủ động của Hà Nội trong việc bảo đảm hàng hóa đáp ứng nhu cầu ổn định thị trường, nhu yếu phẩm cho nhân dân, cũng như lên các kịch bản ứng phó với dịch bệnh trong bối cảnh dịch bệnh còn có thể diễn biến phức tạp, đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Trong chỉ đạo cần tiếp tục chủ động, quyết liệt, song cần hết sức bình tĩnh và chú ý vai trò của truyền thông. Hà Nội cũng cần xây dựng lại kịch bản ứng phó với dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ để thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo điều hành.